Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên em sẽ hướng dẫn cho tất cả những anh em, những người có nhu cầu để mình đấu những bộ hát karaoke trên xe ô tô. Nhiều bác kinh doanh xe khách hoặc là kinh xe du lịch, những lúc đi tour dài để có những cái đồ giải trí cho khách hàng trên xe, nên anh em cần những bộ lắp karaoke trên xe. Thì trong clip ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn cho anh em mình cách chọn đồ và cách đấu ghép như thế nào để cho nó hợp lý nhất, đúng nhất và bền bỉ nhất trên xe của anh em. Như chiếc hình anh em đang theo dõi đây, thì em đã bỏ ra chọn bộ các thiết bị để mình đấu hoàn chỉnh cho một chiếc để đấu hoàn chỉnh trên xe ô tô một bộ. Đầu tiên nếu nói về đẩy thì anh em nên chọn những chiếc đẩy nguồn xung để cho nó đỡ ăn công suất nguồn, vì nó dùng điện của ô tô, nó không được lực mạnh, nên mình dùng đẩy nguồn xung công suất vừa phải, 500W một kênh là thoải mái. Và về vang thì anh em biết đây, em quay zoom lại gần anh em xem. Vang em anh em cũng phải lên dùng những chiếc vang mà có bờ Bluetooth, vang Lex hay vang JBL hay vang nào đó, anh em phải có bờ Bluetooth để mình tiện lợi khi mình bắn nhạc từ máy điện thoại sang, không cần dây jack chuyển đổi, rất tiện. Và thứ ba là anh em cũng phải dùng mic, là phải dùng mic không dây, vì khi trên xe ô tô thì mic có dây thì nó đặc tính là rẻ, mới cả nó không cần pin, nhưng không dây trên xe ô tô thì nó tự nhiên nó tốn kém một chút, mình phải chấp nhận thôi. Nó đắt là một, thứ hai là tốn đi tiền pin, mình phải đầu tư điều đó. Vào về loa thì anh em như cấu hình này, anh em đấu một đôi loa 301 CD3 mà thoải mái này, nhưng mà 301 CD3 đây, hoặc anh em đấu hai đôi 201 CD3 hay CD2 tùy anh em. Nghe đấu được hai đôi 201 và đấu được một đôi này thì thừa công suất rồi, còn anh em có thể đấu một đôi BMW Bass 25 đều được, tùy anh em. Nhưng trên xe khách thì đấu con bầu này nhìn nó đẹp, mình tá tràng. Và không thể thiếu được đó là một bộ chuyển đổi nguồn từ điện từ ô tô ra 220V để đánh tất cả các thiết bị điện ở đây. Đó là anh em gọi là bộ SIN. Chào mừng quý vị các bạn, đây là một bộ SIN inverter có ra công suất là 2000W. Đã nói về những cái đồ này, họ ghi 2000W ở đây nhưng thực chất là không bao giờ được. Anh em có trừ đi một nửa là nó được 1000. Nếu anh em là xe ô tô điện 12V thì mình dùng cái SIN 12. Còn đấy ô tô của anh em là điện 24 thì anh em mua cái 24, mà ô tô điện 48 thì anh em mua cái 48. Khi mua cái bộ này thì nó có kèm thêm cả những cái rắc để mình cắm vào chân ô tô này. Đó. Anh em đấu vào là được. Đó. Rất là tiện khi cắm vào đây. Nhưng nếu anh em mà tốt nhất là mình câu từ cái nguồn điện tổng của nó ra thì tốt nhất, thì nó đỡ bị những cái điểm tiếp xúc này nó mô me. Tốt nhất là mình nên đấu trực tiếp từ cái nguồn ở cái chìa khóa tiện điện tổng thì nó sẽ tốt hơn, bắt chặt tại vào inverter ở đây. Còn này anh em đấu vào bên đỏ đen này, bên này này, đỏ và đen, âm và dương, và bên này anh em cắm cái nguồn điện vào là được, và bật nó lên. Và sau đây thì em sẽ đấu vào và em test bộ này bằng chính cái inverter này và dùng nguồn điện ắc quy nhá. Nhà em thì không có ô tô ở đây, phải đấu bằng ắc quy thôi, đấu bằng ắc quy 12V. Và em qua cảnh một chút và các bạn, em đấu xong thì em sẽ mời các bác nghe nhạc. Và sau đây thì em sẽ đấu cái bộ đẩy này với test nhạc bằng ắc quy qua một cái SIN 2000W. Đây em đấu, anh em lấy cái dây đỏ vào đây. Khi em mua cái bộ SIN này thì cũng được bên nhà sản xuất rồi cung cấp cho cái bộ kẹp này luôn. Còn anh em mà nếu như mà chơi ắc quy rời mà chơi ngoài thì những ắc quy nó càng lớn thì mình dùng được càng lâu. Ắc quy anh em phải đấu đúng đỏ đen nhá, không được đâu, đúng đỏ đen của ắc quy. Tập điện ắc quy 45A thì cũng là nếu gia đình mà dùng vài tiếng thì vô tư. Anh em cắm điện vào này và có công tắc ở đây này,
Em bật nó lên này. Đó. Bật nó lên thì khi nào nó tút một cái thì là bắt đầu là mới có điện anh em nhé, mới có điện là điện mới mới vào. Vào thì anh em xem ở hệ thống vang báo hết này. Để em test ở đây này, em dự viên hướng dẫn thôi chứ không có cái vấn đề gì cả, nên em cho anh em mình xem là nó đúng là cái này đánh ra nhá. Em tắt đi, nó tắt này, tắt đi này. 1 2 3. Em bật nó lên này, bật nó lên sau khi tiếng tút thì nó mới đóng điện. Đó, nghe đợi tí thì nó sẽ cấp điện ra kia, tự động nó cấp đấy, vàng lên. Với cái bộ này thì nó chỉ rơi vào tầm 600-700W thôi, thì con xin này đánh thoải mái, anh em yên tâm được rồi. Ba thứ nhá, đợi test cả ba thứ một lúc, test mic trước nha anh em nhé. Test mic trước tới nhạc sau này. Mic là BBS thì con này anh em biết rồi, con K868, con này cần tập vào một cái là lên luôn. Đó, động vào thì có nửa giây là lên luôn. 1 1 1 4 7 7 7 7. Nó do qua vang mic, vang mic trong hú ấy, anh em này. Trong hú quá tốt. Đoạn này. Hồi này ít quá, gần quá hết nó phép. Đây là khoảng tầm 2 gang thì vô tư này. Đấy cái thực tế 2 gang thì không sao, đi dí gần vào thì nó xít. 1 1 1 4 7 7 7 7. Cái vang này em chưa chỉnh vì em đang để tất cả 12 giờ. Vì em hướng dẫn mà nên em không chỉnh những cái về bán van đâu nên không chỉnh. Tí em báo giá cái lô này cho anh em có nhu cầu thì liên hệ bên em. Về mic này, tắt mic đi nha. Và bây giờ em sẽ chuyển sang em test nhạc cho các bác. Em bắt đầu em bật nó lại này, không nó to quá nó bật lên cái là nó. Em sẽ dùng chế độ bò Bluetooth ở con này anh em nhá. Bật bò Bluetooth ở con này để đấy. Em bật vào tút đây này. Vậy bật nhạc lên rồi này. Bật bò tút rồi kết nối nhạc này. Bật nhạc này, bật tầng này bắt đầu lên một tí nhá cho anh em mình. Nhiều anh em có nhu cầu để hát trên xe ô tô nên bên em đã có clip này để hướng dẫn, để mong rằng giúp ích được cho những anh em có nhu cầu hát trên xe ô tô mà có những cái kiến thức nho nhỏ để mình không bị bỡ ngỡ khi mình mua các thiết bị về tự làm thì mình đỡ phải thuê thợ. Và như cá nhân em làm thì em sẽ báo giá luôn cho anh em đây, cho anh em mình có những cái tham khảo. Như loa Bose Hồng Kông 301 CZ3 có giá bán là 3 triệu một đôi bao ship toàn quốc. Mic BBS K868 giá bán 2,2 triệu một bộ, bao ship toàn quốc, mic mới nghe nha, tất cả đồ này mới 100%. Vang Neck 8 FX 82 5 mã giá bán 1,3 triệu một cái, bao ship toàn quốc. Đẩy JBL D2650 giá bán 2,5 triệu một cái, bao ship toàn quốc. Còn cái con SIN này
thì bên em không buôn, nó thật lòng điều đó, nó không buôn nên em mua về để em chơi gia đình thôi, em chơi gia đình em khi lúc mất điện. Con này thì giá như anh, cái giá của nhà em mua là 2,2 triệu họ ship vào tận nhà, đấy là em báo giá hộ thôi, chứ còn này nhà không buôn con này các bác nhiêu bao nhiêu, có ai mà có mua thì em nhờ em mua hộ thôi, thì chuyển tiền em mua hộ thôi, thì còn em không bán con này. Ác quy như thế, ác quy em không buôn, em mua ác quy này là 1,2 triệu để về em chơi gia đình. Và xin dừng đây thì mong rằng cái bài hướng dẫn này anh em giúp ích cho anh em, và các anh em thấy nó hay hãy cho em xin một đăng ký kênh, một like, chia sẻ video. Và xin chào các bác, và cảm ơn các bác đã xem video của Nobio.